Chùa Bà Vú tọa lạc tại ấp Bình Phú, xã Bình Phước Xuân, một trong ba xã của Cù Lao Diên. Chùa được xây dựng năm 1929 do Hòa Thượng Thích Kim Thành sáng lập. Chùa Bà Vú nằm lặng lẽ trong khung cảnh bình yên của vùng đất Cù Lao. Sau hơn 90 năm, vẫn giữ nguyên các giá trị tâm linh độc đáo. Chùa có kiến trúc rất đẹp, trong đó nổi bật nhất là cổng tam quan và tháp cửu trùng. Hai kiến trúc mang dấu ấn truyền thống giống như các đình chùa ở đồng bằng Bắc Bộ. Mái chùa hình thuyền và lợp ngói âm dương. Đầu hồi hình đầu rồng, trên nóc có lưỡng long tranh châu, hình chim phượng được ghép từ những mảnh sành sứ. Với kiến trúc cổ kính và những câu chuyện liên quan đến bà Vú, một người phụ nữ nhân hậu quê gốc ở chợ gạo Tiền Giang, càng làm cho ngôi chùa thêm phần kỳ bí và hấp dẫn đối với du khách muôn phương.